Đó, ở trên của nó sẽ một lớp trứng, các bạn thấy hình dung chưa, ở dưới là chả. Chào buổi sáng tất cả mọi người nha, mình là Ly, rất vui được gặp lại các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm chả chân ha các bạn, cả cái chả chân trứng mà mình thường ăn cơm tấm vỉa hè đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cái công thức này ha. Ở đây là mình sẽ sử dụng là nửa ký thịt xay này các bạn ha. Các bạn mua ngoài chợ thì nửa ký thịt xay, còn đây là mộc nhĩ hay còn gọi là nấm mèo đó các bạn. Thì các bạn dùng cỡ chừng 10 tay rồi các bạn ngâm trong nước ấm rất là nhanh. Các bạn ngâm trong nước ấm khoảng chừng 5 phút là nấm mèo nó sẽ nở ra, và các bạn rửa lên và các bạn bằm nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn. Ở đây cà rốt. Cà rốt thì mình sẽ sử dụng là 150g là tương đương với một củ á, thì mình sẽ xắt hạt lựu nhỏ nhỏ, cũng tương đương với như nấm mèo rồi nè, nó hạt lựu nhỏ nhỏ như thế này nè các bạn, để mình ăn cho đỡ ngán ha. Về bún tàu thì mình lấy cái chừng một lọn nhỏ như thế này thôi. Đó, mình ngâm nước cho nó mềm đi, rồi xong rồi mình xắt khúc cỡ này nè các bạn, xắt cỡ làm 3 làm 4 á. Thì ở đây là mình sẽ chuẩn bị là một ít tỏi băm nè và đầu hành băm nè, thì mình sẽ cho vào luôn nè để mình ướp luôn ha. Những cái này mình sẽ cho vào mình ướp hết. Cái mộc nhĩ hay gọi nấm mèo là các bạn cho nhiều thì các bạn ăn nó có cái độ sực sực á, giòn rất là ngon ha. Rồi ok, thì ở đây là cái 10 trứng, nhưng mà mình sẽ bỏ riêng lòng đỏ và lòng trắng nha các bạn. Lòng đỏ này nè, cái lòng đỏ này nè thì một tí nữa mình sẽ quét lên trên mặt, còn cái lòng trắng này á thì mình sẽ bỏ vào mình ướp luôn ha. Thì ở đây thì các bạn sẽ sử dụng bằng trứng vịt nha các bạn, nếu mà cả có không có trứng vịt chơi trứng gà luôn cũng được. Về đường á thì mình sẽ nêm cỡ một muỗng lưng như thế này, không có đầy nha các bạn. Ở đây thì các bạn cứ nêm cái gia vị nó vừa ăn thôi, chứ không nhất thiết phải theo cái vị của mình, còn các bạn nào mà muốn theo vị của mình cũng được, không sao cả. Thì bột ngọt mình sẽ lấy nửa muỗng nè. Về cờ no hay còn gọi là hạt nêm đó, thì mình sẽ đi là cỡ chừng 2 muỗng ha các bạn. Tất cả đều không vuông nha các bạn, lưng thôi. Nước mắm thì các bạn đi cỡ chừng là 1 muỗng nha. Ở đây là mình đi cái gia vị nó không quá đậm, còn các bạn nào muốn ăn đậm thì cứ nêm đậm nha. Mình thì đi cái gia vị là vừa ăn chứ không có đậm. Tại cái này mình ăn chung, nếu mà ăn cơm thì mình sẽ ăn chung với nước mắm kèm theo mình trang lên nữa thì nó mới vừa ăn. Còn nếu mình nêm đậm quá mình đi nước mắm á, thì cái vị nó rất là đậm. Về tiêu thì các bạn có tiêu xay thì các bạn bỏ vô nha. Ở nhà mình thì có em nhỏ cho nên là mình không có bỏ tiêu vào được. Thì như thế này là nó đã xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ trộn lên. Ở đây thì các bạn trộn lên, các bạn dùng tay trộn ha. Các bạn đừng có dùng muỗng hay đũa. Tại vì muỗng đũa các bạn trộn nó sẽ không đều bằng tay đâu ha. Ở đây mình làm nguyên một ngày ăn luôn cho nên là nó hơi nhiều. Còn các bạn nào mà làm ăn cỡ nửa buổi á, thì các bạn dùng một nửa ha, công thức cỡ chừng 250g thịt là vừa. Thì bây giờ là mình sẽ chuẩn bị một cái sửng như thế này để mình hấp đó các bạn. Trước khi mà mình bỏ cái chả vào thì mình phải tha một lớp dầu ha. Mình sẽ cho một tí đồ ăn vào đây, mình tha lớp dầu trong đây để mục đích là một tí nữa mình hấp xong á, cái chả nó không có bị, mình dễ lấy ra ha. Nó dính thì nó vẫn dính nhưng mà nó sẽ dính ít hơn, mình dễ dàng mình lấy ra hơn. Mình sẽ thoa xung quanh luôn, cạnh 4 cạnh và ở dưới này đó. Các bạn nhớ nè, các bạn khi mà các bạn làm cái này nè, món này nè, các bạn làm cái sửng nhỏ nó dày á thì các bạn hấp càng lâu ha. Một lớp dày như đây thì hấp cỡ chừng 45 phút, còn ở đây lớp mình nó dày cỡ một nửa à, thì cái này là mình hấp cỡ chừng nửa tiếng là nó đã xong rồi, nó đã chín rồi. Rồi con tắc kè kêu, tới giờ tắc kè kêu. Đó thì các bạn Sắp đi các bạn, để nó kêu xong cái mình làm tiếp. Nhà có con tắc kè nó tự vào. Thì đó, thì các bạn bơi ra cho nó bằng như thế này nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hấp cách thủy ha. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm nước mắm nha các bạn, nước mắm ăn cơm tấm đó. Ở đây thì mình nói như nguyên liệu chính ha. Nguyên liệu chính của mình là nước mắm nè. Mình thường hay dùng là nước mắm đệ nhị ha các bạn. Các bạn dùng nước mắm đệ nhị đi cho nó dễ, cứ dùng nước mắm theo của mình đi. Thì mình sẽ sử dụng là 1 chén nước mắm nè, 1 chén đường nè. Và đây là nước nữa, nước thì 500 ml nước thì tương đương là nửa lít nước đó. Thì bây giờ mình sẽ cho vào nồi hết ha các bạn. Ở đây nè, mình chuẩn bị một cái nồi nhỏ nè. Và nước mắm này chúng ta sẽ nấu nha các bạn. Đó, mình sẽ đổ hết nước vào luôn. Rồi, và như thế này thì mình sẽ nấu thôi ha. Mình sẽ nấu khi mà nấu, trong lúc mình nấu mình sẽ khuấy đều như thế này. Mình khuấy để cho nó tan ra ha. Tan ra rồi xong bắt đầu là nước mắm sôi rồi đó. Thì các bạn đi lửa riu riu nhỏ ha. Và riu riu nhỏ tới khi nào mà nước mắm mà bắt đầu nó sắc, nó sệt kẹo lại ở như thế này nè. Đó là được nha các bạn. Thì bây giờ nước mắm mình đã xong rồi nè. Mình sẽ để nguội như này nè các bạn. Các bạn thấy không? Nước mắm nó hơi kẹo kẹo như thế này nè các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho là tỏi băm và ớt băm vào luôn ha các bạn ha. Ở đây các bạn nào thích ăn cay nhiều thì bỏ ớt nhiều ha. Nhà mình ăn cay ít lắm thì mình sẽ bỏ ớt ít thôi. Và tỏi băm nữa nè. Mình sẽ lấy cỡ như đây. Đó. Ok. Thì đó, nó sẽ kẹo kẹo như thế này nè các bạn. Và cuối cùng là tắc ha các bạn. Thì tắc thì tùy theo độ chua các bạn ha. Mình thì ăn chua ít à, cho nên là mình chỉ đi nửa vá như thế này là vừa. Đó, nửa vá thôi. Còn các bạn nào thích ăn chua nhiều thì đi 1 vá ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy lên như thế này. Và nước mắm, bây giờ nước mắm ăn cơm nó đã xong rồi nè. Đó, nước thì hơi kẹo kẹo, màu thì rất là tươi ha các bạn ha. Bảo đảm với các bạn miền Nam mà các bạn làm cái nước mắm này ăn với cơm thì mình bảo đảm là số 1 luôn ha các bạn ha. Rất là ok luôn ha, rất là vừa luôn. Đó. Đây nè các bạn, chả mình đã chín rồi nè. Khi mà mình sọt vô rồi nè, các bạn thấy nó cứng ngắt rồi nè. Nó cứng thì nó đã chín rồi ha. Còn sọt vô mà thấy mà chả ở trong nó còn mềm là chả nó chưa chín thì các bạn hấp tiếp nha các bạn. Ở đây là mình hấp đúng nửa tiếng thì chả chín rồi nè. Thì sau đó là bây giờ là mình sẽ cho lòng đỏ trứng vào ha. Đó, các bạn đổ hết cái lòng đỏ trứng này vào nè. Đây mình vừa cầm máy vừa quay cho nên mình khó quá. Rồi vậy đi, khỏi nào. Đó, thì bây giờ các bạn tráng đều ra ha. Tráng cho cái lòng đỏ này, trứng này nè, để cho nó hấp lên cho cái chả mình có 2 lớp luôn á các bạn. Rồi khi mà các bạn tráng xong này, bây giờ các bạn hấp tiếp 5 đến 10 phút là cho trứng nó chín thôi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho hành lên mặt nè. Các bạn nào có ăn ớt được thì bỏ ớt vô nha. Rồi bây giờ mình sẽ hấp tiếp 5 phút nữa. Rồi bây giờ trứng của cái chả của mình đã hấp xong rồi nè các bạn, nó đã chín rồi. Thì các bạn muốn thử trứng mà coi nó chín chưa, các bạn dùng cái ngón tay của mình nè, các bạn ịnh ịnh như nè, nó không có còn dính tay nữa là nó đã chín rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nó sẽ như thế nào. Giờ mình sẽ chia ra nửa đi. Tuy là mình có sử dụng dầu ăn để xung quanh chứ thật sự như nó chỉ đỡ dính thôi nha các bạn. Còn nếu mà các bạn không dùng dầu ăn thì nó dính dữ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cho các bạn xem thử ha. Đây nè các bạn, cái chả của mình nó sẽ như thế này nè. Đó, thì ở trên của nó là 1 lớp trứng. Đó, ở trên của nó sẽ 1 lớp trứng. Các bạn thấy hình dung chưa? Ở dưới là chả. Thì cái gia vị này mình đã nêm vừa ăn hết rồi ha. Đơn giản ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt phần nhỏ nhỏ như thế này để cho cứ vừa đủ 1 phần ăn đó các bạn. Rồi bây giờ cuối clip rồi, mình chúc tất cả các bạn có một ngày thật là vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha. Bây giờ mình xin kết thúc clip tại đây nha các bạn. Chúc các bạn có một món ăn ngon, hợp khẩu vị với gia đình mình ha. Rồi bây giờ mình bye bye, chào các bạn nha.